bị nhóm người đuổi đánh, nam thanh niên chạy vào karaoke cầu cứu. Ba người khác gồm một người quản lý, một nam nhân viên quán và một khách quán cũng bị người trong nhóm trên tấn công. Trong đó, nam nhân viên quán đã không qua khỏi. Ngày 17 tháng 2, công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán karaoke trên đường Phan Văn Trị. Theo thông tin ban đầu, vào khuya ngày 16 tháng 2, một nam thanh niên bị một nhóm thanh niên cầm theo hung khí đuổi theo đánh trên đường Phan Văn Trị, gần giao lộ với đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh. Nam thanh niên trên bị thương, sau đó chạy vào một quán karaoke trên đường Phan Văn Trị, thuộc phường 11, quận Bình Thạnh. Tại quán karaoke, người trong nhóm trên đã dùng hung khí tấn công khiến nam quản lý quán bị thương. Một nam nhân viên 24 tuổi tại quán cũng bị người trong nhóm trên dùng hung khí đâm nhiều nhát. Do vết thương quá nặng nên nam nhân viên này không qua khỏi. Người trong nhóm trên còn tấn công khiến một người khách của quán karaoke bị thương. Sau đó, nhóm người trên đã rời đi. Nhận tin báo, công an quận Bình Thạnh phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc.